lại với xem gì hôm nay. Muội muội thân mến, muội muội có muốn mình có nhiều tiền không? Muội có, chứ bây giờ mình có nhiều tiền rơi rồi, thích ơi thích ăn bao nhiêu món ngon. Đúng rồi, và nếu như mà muội muội cũng như là các bạn đã lắng nghe ca khúc Billionaire của ca sĩ Bruno Mars thì sẽ thấy rằng là anh ấy luôn luôn đề cập tới một việc là mong muốn trở thành một tỷ phú, thế nhưng mà lại cứ thích giả vờ làm nông dân cơ. Chỉ cần tưởng tượng đến việc là chúng ta sở hữu 1 tỷ đô la tương đương với 23.000 tỷ đồng là đã thấy không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này nữa rồi. Ôi, chỉ cần là hình dung ra thôi thì cũng cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Và chắc chắn là các bạn khán giả cũng có rất là nhiều người đang tò mò tưởng tượng xem mà nó lớn đến nhường nào. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này cho các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn nhé. Tổng lượng sản phẩm quốc nội hay GDP của 13 quốc gia nghèo nhất trên thế giới ít hơn mạng lưới các tỷ phú. Thu nhập của các quốc đảo Saint Kitts và Nevis trong thời gian khiêm tốn nhất có thể khiến các CEO người Mỹ băn khoăn rằng họ sẽ làm như thế nào để chi trả cho chi phí duy trì hội du thuyền của quốc gia. 1 tỷ đô tương đương với 23.000 tỷ đồng. Nhiều đến mức mà không những có nhiều quốc gia có thể không kiếm được, mà một số nơi trên thế giới còn không thể có được số vốn như vậy sau khi đã tổng hợp hết tài sản thu nhập của họ mà không tính đến các tiểu bang. Tổng hợp của 4 quốc gia nghèo nhất trên thế giới: Tuvalu, Kiribati, quốc đảo Marshall và Palau, thì số tiền ấy vẫn thiếu 25% nữa mới với đến được mốc 1 tỷ đô. Bạn có thể xếp chồng 1 tỷ đô cao như ngọn núi. Nếu như chia ra thành các tờ đô 100 đô xếp chồng lên nhau theo phương thẳng đứng, thì kết quả là số tiền ấy có thể cao đến 1,1 km. Điều này nghe có vẻ giống như một núi tiền với bạn vậy. Ngọn núi cao nhất nước Anh, Scoville Pike, cao 978m, thấp hơn gần 122m so với khối lượng tài sản giả định của Benjamin. Dù sao thì không phải với kích thước này sẽ gây cho một nhà tỷ phú sự ngạc nhiên. Với khối lượng là 9 tấn và 71kg, 1 tỷ đô với mệnh giá 100 đô la, nặng gấp đôi trọng lượng của một con cá heo sát thủ. Bạn có thể mua 5.000 ngôi nhà với mức giá tầm trung là 188.900 đô, tương đương với 4,3 tỷ đồng cho một ngôi nhà ở Mỹ. Điều này sẽ khiến các tỷ phú phải chú ý bởi bất động sản chưa bao giờ là khoản đầu tư vô ích cả. Thực tế, một tỷ phú có thể mua 1.000 ngôi nhà với mức giá ấy và vẫn còn thừa một số tiền khá lớn. Với những số liệu thống kê như thế này, chúng ta hiểu rằng hầu như không một tỷ phú nào sở hữu dưới 2 căn nhà cả. Họ sẽ mua và xây hàng ngàn căn nhà tiếp sau đó. Và đối với những tỷ phú với đế chế nhỏ hơn thì trở thành người quen với những mối làm ăn dồi dào của họ và có thể mua được khoảng 5.000 căn nhà mới. Với số lượng nhà này, họ có thể ngủ mỗi đêm ở một căn nhà mới mà không sử dụng lại căn nhà nào trong khoảng thời gian là 14 năm. Bạn có thể mua một lâu đài mới mỗi ngày trong vòng 1 năm. Với giá là 188.900 đô cho một ngôi nhà, chúng ta có thể thấy được giá của một tòa lâu đài là khoảng 2.300.000 đô la, tương đương với 53 tỷ đồng. Do đó, một tỷ phú có thể xây dựng một vương quốc với 430 lâu đài, đủ cho thời gian liên tiếp trong hơn 1 năm 2 tháng. Dù họ có thể chỉ muốn mua 300 lâu đài và tiết kiệm tiền để đào một con hào xung quanh lãnh thổ. Bạn có thể sống một cuộc sống bình thường trong một thời gian dài. Thu nhập trung bình của người Mỹ là khoảng 31.099 đô la mỗi năm, tương đương với 715 triệu đồng. Đặt vào bối cảnh này, thì điều này có sự liên quan không nhiều đến 1 triệu đô. Nếu như một tỷ phú quyết định không dùng 1 tỷ đô để đầu tư sang các thứ khác mà chỉ tiêu tiết kiệm và khắt khe như những người thường, thì họ sẽ không hết tiền trong vòng 32.155 đến 32 thiên niên kỷ năm nữa. Nhưng mà đương nhiên, chẳng tỷ phú nào chọn cách đó cả. Họ phải tìm cách để tiền đẻ ra tiền chứ. Bạn có thể mua hết tất cả những con hổ trên thế giới này và nhân bản chúng. Nhiều năm khai thác và phá hủy môi trường sống đã làm giảm thiểu số lượng hổ hoang dã tới mức đe dọa. Với chỉ 3.200 con hổ trong số 100.000 con đã từng ở rừng còn sót lại, chúng ta nên làm gì đó để làm tăng lại số lượng hổ. Thật may mắn, với giá trị thị trường vào khoảng 7.500 đô tương đương với 172 triệu đồng cho một con mèo lớn này. Giả sử là không tính thuế và không tính phí bảo tồn, một tỷ phú có thể có khả năng mua gấp 42 lần số lượng hổ đang tồn tại nếu điều đó có thể. Nhưng mà có thể mà, với tỷ giá nhân bản khoảng dưới 150.000 đô la, tương đương với 3,45 tỷ đồng, anh
anh ấy hoặc cô ấy có khả năng để nhân bản hết tất cả số hổ mới mà không mất đi danh hiệu tỷ phú. Bạn có thể tính, họ vẫn còn khoảng 520.000 đô sau khi nhân bản 320 con hổ. Bạn có thể đi vào vũ trụ mỗi ngày trong một thập kỷ. Với 566 người trong lịch sử đã được đi vào vũ trụ, trở thành một phi hành gia là một trong số ít những thứ không giống như trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, Virgin Galactic đã đưa ra đề nghị đi thám hiểm không gian với mức giá tương đương với mức giá nhân bản hổ và dường như số lượng tỷ phú tham gia sẽ rất nhiều. Khoản tiền cọc dành cho Virgin Galactic để đi qua ranh giới cuối cùng này mất ít nhất 250.000 đô la, tương đương với 5,75 tỷ đồng. Nhà tỷ phú có thể bắt đầu ngày mới với cà phê trong các chuyến du hành vũ trụ mỗi ngày trong vòng 10 năm, trước khi kinh tế của họ phá sản. Cho dù dịch vụ du hành không gian chỉ mới được đưa ra đến thời điểm này bởi công ty vũ trụ của Nga Virgin Galactic, số lượng tiền đặt cọc đang tăng dần, cho thấy rằng ngày mà người ta đi qua tầng bình lưu không còn lâu nữa. Bạn có thể trở thành người giàu nhất ở Zimbabwe. Quốc gia Zimbabwe được biết đến với khu bảo tồn hoang dã lớn và những thác nước hùng vĩ. Tuy nhiên, dù được biết đến với nguồn tài nguyên dồi dào, nó không được biết đến như là một cỗ máy đang bùng nổ với nền văn hóa và tài nguyên. Quốc gia này nằm ở phía nam đường xích đạo so với thung lũng Silicon. Và dân cư ở đây giống như phần còn lại của châu Phi, dẫn đến việc họ chẳng có tiền bạc và sống gần gũi với thiên nhiên. Kết quả là người giàu nhất Zimbabwe có khối lượng tài sản khoảng 600 triệu đô la, theo tạp chí Forbes. Khối lượng tài sản này không ăn nhằm gì so với các tỷ phú khác trên thế giới đâu. Điều này dẫn đến việc nhà tỷ phú này cảm thấy mệt mỏi và chuyển đến sống ở Zimbabwe, nơi mà khối tài sản này thực sự có sức nặng. Bạn có thể tạo nên một chiếc thắt lưng từ tiền đô vòng quanh xích đạo trái đất. Đường xích đạo của trái đất có chu vi là 40.075 km. Một nhà tỷ phú hiện nay có thể xây một đường mòn bằng những tờ đô la dài gấp 3 lần chu vi trái đất, trước khi cần phải hỏi bạn bè anh ấy hoặc cô ấy thêm một chút tiền mặt. Cho dù tôi nghĩ rằng bạn bè sẽ khó có thể đồng ý khi nghe lý do tại sao anh ta lại tiêu hết chỗ tiền của mình trong một đường xích đạo làm bằng tiền mặt. Một tờ đô có độ dài 16cm và có thể mất 256.958.853 tờ để bao phủ được đường xích đạo. Tôi không chắc lắm tại sao có thể có người tiêu được 250 triệu đô để làm điều này. Có lẽ họ sẽ cảm thấy thỏa mãn khi nhìn nó từ máy bay chăng? Bạn có thể bắt đầu một thương hiệu hàng không riêng. Với khoảng 85 triệu đô la, tương đương với 1.955 tỷ đồng, một người có thể sở hữu chiếc Martin F-35 Lightning II. Chiếc phi cơ này là bản thử nghiệm cho máy bay quân đội hiện đại, thật sự là một kỳ quan để chiêm ngưỡng. Điểm đặc trưng của nó là khoảng hạ cánh ngắn và thẳng đứng. Tốc độ tối đa là 1.920 km/h. Và điều tuyệt vời hơn mà bạn có thể run rẩy khi biết được là không khí nóng chính là sự lựa chọn đúng đắn của quân đội. Nếu bạn là một tỷ phú, bạn có thể sở hữu một chiếc mới mỗi ngày trong tuần. Và tại sao bạn lại cần sở hữu riêng một chiếc chuyền cờ bí mật nhỉ? Nếu như bạn để ý tới lời gợi ý của tôi sớm hơn và có ý định nhân giống loài hổ để bảo tồn, bạn có thể cân đến một cách khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của bạn trước những người láng giềng có ý định xâm chiếm. Hoặc bạn cần có thứ để khuyến khích con gái bạn đến dạ tiệc ở trường và để mọi người đối xử tốt với con của bạn. Và các bạn thấy đó, 1 tỷ đô là số tiền lớn đối với hầu hết nhiều người. Có lẽ sẽ cực kỳ ít khả năng chúng ta có thể sở hữu được số tiền đó. Nhưng biết đâu được, chúng ta vẫn có quyền ước mơ chứ. Đâu ai đánh thuế ước mơ đâu. Bạn sẽ làm gì nếu có 1 tỷ đô? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở dưới phần bình luận nhé. Và các bạn hãy đoán xem là nếu như mình có 1 tỷ đô thì mình cũng sẽ làm gì nào. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye!